Hello các bạn, tối nay á Trâm và ông xã đi ăn thử cái chỗ gọi là bếp ốc và lẩu ở trên đường Bel Air. Họ có mới mở chi nhánh ở đây. Để Trâm quay vòng vòng cho các bạn coi nha. Đây nè, bếp ốc và lẩu nằm chung một khu với lại những cái nhà hàng mới giống như là Phở Kiều nè, rồi Vua Bún Bò. Kế bên đây là có Đa Cao và Hải Cảng, và ở đây là chợ nè, chợ 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 Tân Tân Bình thì nằm bên đây, Teletron, chợ Tân Bình thì nằm dưới kia, rồi hẻm nữa, hẻm Kitchen and Bar. Chỗ này, khu này mới xây thì cũng sạch sẽ. Bây giờ Trâm vô Trâm ăn thử nha. Đây, bây giờ Trâm mới vô đây. Hi. Bốn người. Ok. Không gian trong đây cũng nhỏ nhỏ chứ nó cũng không có bự. Ở bên đây là một bên. Thank you em. Bên đây nữa. Đây là cái full menu của họ. Đây nè. Có khai vị, có chân chân gà quái thú nữa hả? Wow. Chân gà nướng, rồi tôm, cua này chói quá phải không? Các bạn cũng thấy được không? Đây nè, đó. Menu ở đây thì nhỏ hơn ở bên Cali. Từ kỳ đó Trâm đi qua bên Cali á, thì cái menu của họ nhiều hơn một tí. Menu này không 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 có phong phú bằng. Còn cái này ở đằng sau nữa. Menu này có ở đằng sau nữa, có lẩu nè. Lẩu, cơm, mì, miến, hủ tiếu, nui. Cái này là trà sữa. Ở đây họ chưa có bằng để họ serve bia với lại rượu. Thành ra là BYOB, mình có thể mình đem nếu mình muốn uống bia thì mình có thể mình đem tự đem vô. Thôi vô nha, vô. Hôm nay là có hai hai vợ chồng ông anh với bà chị đi đi ăn chung. Mình mới kêu một đống đồ ăn luôn, không biết ăn hết không mà mới kêu cũng 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 nhiều ha. Ráng rồi, có lúc mình ráng nhỏ ráng đồ đi. em đồ dĩa nó bự không không nữa nhá. Không, hình như đây dĩa cũng nhỏ nhỏ, nhỏ. Để lát nữa coi rồi biết. Tự tự đem bia vô, tại vì ở đây họ họ chưa có bán bia. Chai đó qua hẻm bên kia có cái bò bò gì? Bò tái chanh đó hả? Ồ. Hả? Trứng muối hay chiên nước mắm? Tiệm hết muối hả em? Tiệm hết muối hả? Cố làm không được. Nhẹ trứng, nhẹ. Trứng muối đi hả? Hả? Trứng muối thì lạ hơn hả? Ừ. Nước mắm là anh thường quá rồi. Ok vậy trứng trứng muối trứng, đi. Trứng muối đi. Trứng muối. Dạ. Bây giờ đồ ăn ra rồi đây. Ở đây là ốc hương xào bơ tỏi, chân gà quái thú. Cái này là cơm chiên mắm ruốc Thái, gỏi củ hủ dừa với lại ốc xà cừ. Ở đây là sụn sụn gà sốt muối trứng muối, sụn gà sốt trứng muối. Trong đây là một cái lẩu bò ăn kèm chung với lại mì với lại rau. Đây là nghêu sốt Thái. Ở đây là mực mực chiên giòn với lại sốt chanh dây đúng không? Và món thứ chín, món cuối cùng là sò điệp nướng trứng cút. Và bây giờ mình bắt đầu mình thưởng thức những cái món này nha. Giờ chăm thử miếng cơm chiên mắm ruốc nha. Ừ, cà pháo đi, thử vô đi. À, nó sống rồi em. Thì sống ăn được mà anh có gì đâu. Quá. Chưa bao giờ ăn cà pháo sống à? Nè, giờ ăn thử nha. Thái ăn cà sống không? Ruốc mà rồi ăn với leo á. Đúng rồi đó hả? Ừ. Sao ruốc rồi vậy đó?
có tôm khô ha. Thank you. Tôm khô là sữa. Xoài với cà rốt trộn vô hết rồi đó. Đúng rồi, bỏ xả không xả. Ăn cũng ok. Chăm ăn ok thôi, chắc là vì Chăm không có bỏ cái ba rọi vô nên nó không có được mặn mà, đúng không? Đúng rồi. Thì Chăm không ăn thịt heo á, thành ra không bỏ vô. Rồi nó rời đúng rồi. Uống hết rồi kìa. Rồi cho anh còn gì nữa. Ngon. Rồi đây. Giờ sao uống hết rồi, ăn nhiều gì? Từ em, mình phải ăn, uống no thôi ăn. Vậy em thử miếng gỏi nha. Thơm ngon rồi. Gỏi nè, gỏi cổ hủ dừa. Với lại ốc ở đâu người ta, ốc này phải không? Nè, ốc Thái mỏng mỏng này nè. Dạ ăn thử chưa, chưa chấm nước mắm nè. Thử nè. Cũng ngon rồi. Vừa ăn rồi. Trời ơi, ăn cho mình biết nha. Được không? Cũng được. Không có cần chấm đâu. Tụi mình ăn không mà. Gắp miếng ớt rồi. Ăn cơm anh mà. Ăn cơm giùm em nè. Của em phải bỏ gì vô? Thì bỏ mắm ruốc vậy. À. Bỏ cái thịt ba rọi đi. Gỏi này ăn được nè. Giòn. Nó vừa đủ vị mặn với ngọt. Nó không có quá ngọt ha. Ngon. Mình bữa nay mình hên phải không? Đúng rồi, hôm nay mình đúng rồi. Hôm nay là mình order gì cũng hôm nay order gì cũng ngon á. Đứa nào? Chắc bữa anh cho đi còn mới quá. Ngoài mới mở rồi. Bữa cho anh đi còn mới á. Giờ ăn thử con ốc hương nha. Ngon nè. Thử con ốc hương nè. Ốc hương xào bơ tỏi chấm vô. Múc lên ớt á. Vô giọt á. Được rồi, anh chấm rồi. Ốc hương giòn. Ngon giòn. Nhà ốc hương Việt Nam nè. Giòn, ngon. Flavor good. Flavor thì good. Này sụn gà. Sụn gà cái này là gì qua nè, sụn gà trứng muối. Trứng muối sụn gà trứng muối một phần gì cũng ok rồi, béo ngon. Nước chấm mì đây nè, thử cái nghêu nè, nghêu hấp Thái nè. Sụn gà ngon lắm, cho em thử miếng mực nè, hấp luôn nhé. So far là nãy giờ thử cái nào cũng good á. Giờ thử cái mực nha. Ở mực nè. Mực chiên giòn, mực chiên giòn sốt chanh dây. Ngon. Ở ngoài giòn, trong còn mềm mềm chứ nó không phải cứng ngắt. Ngon, sốt rất là vừa ăn. Ngay hơn dữ ta. Mỗi lần đi chợ chỗ mới cũng hơi rung. Đúng rồi, phải vô thử. Giống như là nghe đúng rồi. Nhiều khi cái vị của Chăm ăn thấy ngon nhưng mà những người khác người ta ăn người ta không có cảm giác ngon, phải không? Mỗi người mỗi vị. Thử rồi biết. Người ta phải tới thử mới biết. Được không? Được ha. Để nghĩ. Nghe không ơi.
ngon. Cho em con nghêu em. Nghêu cũng mập nha, nghêu nghêu tươi. Nghêu hấp Thái. Ăn là phải biết là tươi. Ăn nữa nè. Ốc này ngon nè. Ốc này ngon á. Nó giòn á. Nửa này đi. Bỏ gì mắm ruốc hả? Rồi anh trộn lên. Thôi cơm còn nhiều. Này bắp bắp dẻo nè. Này món món này thấy nãy giờ món này được nè, ngon nè. Nào. Giòn. Cái đó là gì là xưởng nè. Xưởng tôm khô. Rồi. Gỏi này ăn được ngon nè. Gỏi đi, gỏi ngon nè. Anh không ăn gỏi anh. Ăn đi. Ngon gỏi nó làm ngon. Gấp dằn ốc không nè. Trong gỏi nó có nè, hành tây nè, cà rốt, rau răm, đậu phộng, hành phi. Ốc cắt cũng miếng bự á. Ở đây đóng cửa 10:30. Không, anh lấy ốc cho thử rồi. Ốc gì anh? Sao đẹp vậy? Sao đẹp vậy? Nướng cái cúc. Nướng cái cúc. Trời nãy giờ ăn quá rồi. uống miếng cho nó xuống đi. Đây, để em. Rồi, vô đi. Cái này mình uống juice. Muốn nhận lẩu lên không? Nhận lẩu lên hả? Cho nó nóng hả? Anh mượn cái muỗng nè. Nhận lẩu lên hả? À, nếu anh muốn thì dặn lên. Chân còn. Còn xíu. Còn nóng rồi. Còn bột khói rồi. Thôi, cái đó gì mềm. Cũng pha nó bộ hả? Dạ không mềm thì bỏ. Thôi đừng dặn. Chừng nào ăn thì dặn. Thấy nó còn nóng rồi. Nó còn bóp khói chẳng. Nè cái này là sò điệp. Nướng với trứng cút. Ngon, nước mắm ngon. Trứng cút béo béo. Cái rìa ở ngoài thì nó giòn giòn. Ngon. Không, chúng ta nhờ làm nước mắm á. Ở đây làm nước mắm ăn được. Đúng rồi, cái sò đẹp trứng cút này nó có gì đâu. Nước mắm có gì nữa vậy? Ăn mấy cái ốc này tùy là nước sốt nè. Với lại nước mắm ngon thì nó sẽ ngon. Bỏ rác anh em nè. Ốc nữa nè Bi. Dạ, để thử kia thử gỏi. Gỏi ngon mà anh ăn em gấp nha. Gỏi ăn được, ngon. Cái nào củ hủ dừa, cái nào ốc. Ốc. Thấy, mình thấy, thấy. Anh nhìn thấy, anh trong đây là ốc củ hủ dừa. Ốc nè, right here. Dừa hả? Dừa em thấy ngon rồi. Chưa. Anh với ông Bi không biết cần nước mắm không nhưng mà em thấy là ngon rồi đó. I think it's good. Sao? Dừa không hay là? Dừa rồi. Đang hả? Ngon rồi. Anh cần nước mắm không? Cha cho mình nước mắm mà không ăn ra được. Ăn không? Chan vô. Chan vô. Dừa không? Ngon rồi. Có này không ăn thằng Thúy à? Nè ăn này không? Gặm cái chân gà coi. Chân gà nè. Chân gà quá thú. Chân gà này mà mập á. Để cho em đi.
ổ bánh mì không đủ, ổng nhét 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 khẽ răng nữa. Trời ơi, tình cảm nè, coi nè, trời ơi, chia cho em. Kêu lên em, kêu lên em, ổ mì. Chân gà vị cũng ngon nè. Miếng hồi nãy đầu tiên không thấm mà miếng ở dưới đây thấm nè. Dưới nó thấm. Ăn này phải cầm tay bóc. Dừa nó hết rồi. Dừa ăn hết. Múc hết nước đi. Múc hết nước đi. Múc thêm nước hả? Rồi kêu thêm ổ mì nè. Ổ mì cho nhắc. Cái này nguyên cộng giống như hôm bữa mà không rau cắt á, rau quỷ vậy, xà lách son không cắt, lấy tay đi bứt ra cũng để gì cho chúng tôi gấp rồi khỏi khỏi đi, chúng mình nó kéo cắt, thôi thôi chúng mình nó kéo cắt, nhưng mà cái văn là lại hơn, còn mấy này nè mẹ, à thôi từ ngon nó mềm lắm anh ơi, ừ đó cái đó bẻ ra em còn đá. Bẻ luôn. Ừ. Cái này cái thơm này nó ngon hơn nè. Nó có vị ừ, hơn. Nó thơm, nó uống nó thơm mà nó thơm. Nhưng mà nó có vị nó bị lạc. Chân gà chân muối. Nghe mày. Ăn nhiều đâu. Con nữa. Nhiều đi. Muốn ăn nhiều giá trời đi chứ. Mỗi người con ăn hết đi. Còn nhiều hả? Được anh, em muốn cần nước không? Không nước rồi hả? No, I don't need it. Không cần nước. Rồi, cảm ơn em. Được rồi, một con thôi. Rồi, rồi. Nước ngon mà. No, rồi. Ôi, con này mập mà, ngon. Nước nó... Cái gì, nước nó cũng rút nè. Ừ, không có mặn. Dạ. Có gì đông đây để coi có gì nha, bò viên nè, đậu cá, gầu, có gầu nè, lá sách, lòng bò lá sách đúng rồi, táo tàu, táo tàu, lưỡi hình như có cái này bò viên, có gân, có nạm nữa, có gầu, rau chín rồi đó. Bỏ cái tay ra nha. Em ăn nè em. Không không em không. Ồ cái này trong đây có xả nữa. Nè, xả với lại sen nữa nè. Có sen nữa. Củ sen. Ồ gầu, miếng gầu ngon quá nè. Wow, miếng gầu này ngon nè. Giờ mình múc ăn thử nha. Nóng, nóng. nóng. Sorry. Bỏ mì vô. Sorry. Cho em miếng mì đi. Bỏ mì vô chứ. Ít thôi. Mì nó đổ nước vô được. Tí thôi. Bỏ mì chín luôn rồi. Chín, mì nó chín sẵn thôi. Đổ nước vô. Mì nó chín sẵn thôi. Nước. Không, nước. Trời ơi, nước. Nước nóng hổng luôn. Nước nó nóng lắm, thank you. Nước nóng hổi luôn á. Nhà bò viên nè. Táo tàu. Xé xé không ta? Chan lên miếng nước nè. Cái này cho chấm chao với lại sa tế. Chao với lại sa tế. Giờ hấp thử miếng nước đã. Cho em thêm miếng này mới hấp được. Super hot. Ừ, để đi chăm gấp tới mà ăn. Gấp tới. Tới.
Thank you. Nè, còn cái này nữa nè, ăn cho hết luôn đi. Hết đi rồi dẹp. Rồi, giờ chấm. Ôi, sôi quá rồi. Sôi quá sôi rồi. Thì nó tắt lửa luôn cho rồi. Giờ hấp nha, hấp thử miếng. Không, nó nóng lắm mà. Súp ngon á. Ừ. Ngon á. Cái gì không nè? Ngọt ngọt à, vừa cái... ăn rồi, kia rồi, ok cho em miếng đi. Ngon á. Thử cái súp. Đúng rồi, cái này nhúng sơ rồi lấy ra liền á. Nhúng rồi phải lấy ra. Ồ, nước súp ngon. Tắt lửa nóng quá. Nước súp nấu giống như cái vị nhà mình nấu vậy đó. Ngon. Thơm mùi xả nhẹ nhẹ thôi. Nước súp ngon anh. Giờ lấy cái miếng nạm nè, miếng gầu chứ. Wow, miếng này hấp dẫn chưa? Nè, giống như về giòn vậy đó hả? Nè, gầu về giòn. Gầu về giòn. Có mỡ gừng gừng. Thank you. Này giờ chấm với chao nè. Đây họ cho chao với lại sa tế. Chung. Một chén như thế này, chao với sa tế. Ngon anh, lẩu này được á. Sa tế cũng giống mình làm nữa. Ngon. Cái này vị của Bắc nó có vị tử rồi đó. Ngon á. Cái gầu về giò nó còn hơi sực sực ngon, nó không có mềm nữa. Cũng sực ngon anh. Sa tế của họ làm ngon lắm nha. Được anh. Coi như cái gì cũng được đó. Không, em thấy cái lẩu ngon nè. Lẩu ăn rất là ngon luôn á. Bò viên nè. Sa tế này ăn giống hao hao như sa tế của hủ tiếu bò viên bên Việt Nam á. Thử chưa? Thử nước súp ngon không? Good. Lẩu dê hả? Không. Thì nó có kỵ tử nè, có táo tàu nè, nó có sen nữa đó. Giống lẩu của bòi á hả? Hình như hồi nãy em thấy có một cục hoa môn á. Thì mình làm tự nhiên mình nấu nó không có, mình không có bỏ mấy cái nhiều, thành ra nó không có bị nồng, nhưng mà cái này ăn ngon. Good. Tàn tiệt là không còn gì hết. Cái gì cũng hết, cái này còn nước súp không nè. Chỉ còn dư miếng cơm chiên. Rồi chút dài que gỏi. Tí xíu thôi. No quá, no rồi. Okay. Hẹn các bạn video kế tiếp. Bye bye. Bye bye.